Phương xin được gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng đều đặn mỗi ngày vào lúc 18 giờ trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Thông qua thời lượng 30 phút phát sóng của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tải đến cho quý vị những thông tin nóng nhất, những cập nhật mới nhất về tình hình an ninh trật tự, dân sinh, xã hội tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và trên cả nước nói chung. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những thông tin nóng đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Hàng ngàn công nhân tại An Giang đình công nhiều ngày vì mâu thuẫn với công ty. Hàng loạt tỉnh miền Tây tăng cường biện pháp quản lý phòng chống dịch tả heo châu Phi. Bạc Liêu thành lập tổ phản ứng nhanh phòng chống tội phạm. Ghé thăm bộ sưu tập siêu khủng con vua máy hát cổ miền Tây. Thưa quý vị, mấy ngày gần đây dư luận ở các tỉnh miền Tây trở nên xôn xao trước thông tin hàng ngàn công nhân đang làm việc tại công ty Lưu An, An Giang đình công đòi quyền lợi vì không tin vào lời hứa của lãnh đạo. Đến công ty nhưng không vào làm, hàng hóa trì trệ gây tổn thất lớn cho chính công ty và cả người lao động đang là nỗi lo ngại của rất nhiều người. Ngay trong sáng nay 13 tháng 3, nhóm phóng viên chương trình đã có mặt tại An Giang để ghi nhận thực hư vụ việc. Chuyện gì đã xảy ra? Mời quý vị theo dõi diễn biến vụ việc ngay sau đây. Hơn 1.300 công nhân tại đây đình công, phản ứng về các vấn đề liên quan đến chế độ quy định làm việc, tiền lương thâm niên và thái độ của quản lý. Công nhân tập trung ở các khu vực nhà ăn của công ty đòi giám đốc công ty trực tiếp giải thích và trả lời các thắc mắc khiếu nại của công nhân và đòi công ty phải có những hứa hẹn cụ thể trong các nội dung trả lời. Trong đó cũng yêu cầu doanh nghiệp phải trả lương 3 ngày công nhân đình công. Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã vào cuộc, đại diện lãnh đạo công ty và người lao động đã có buổi đối thoại trực tiếp giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, sau nhiều giờ vẫn không đi đến thống nhất, doanh nghiệp cho rằng 3 ngày công nhân đình công vừa qua, doanh nghiệp tính vào 3 ngày nghỉ phép năm của công nhân và không nhượng bộ thêm. Ngày 22 tháng 3, công ty sẽ thống nhất và trả lời cuối cùng về tiền lương, định mức lao động cho công nhân. Các vấn đề còn lại công ty hứa sẽ sửa chữa khắc phục. Sự phối hợp của công ty và cái tổ chức công đoàn nó chưa được nhịp nhàng, tức là cái tổ chức công đoàn chưa tiếp cận được với người lao động để tuyên truyền về chính sách pháp luật. Vừa qua ban quản lý kinh tế đã làm việc với các doanh nghiệp làm sao để tổ chức công đoàn là gắn kết với người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thì cái tổ chức công đoàn tại cơ sở nắm được cái tâm tư nguyện vọng của người lao động. Hiện tại các cơ sở ban ngành sẽ hỗ trợ công ty tiếp tục đối thoại với công nhân, làm rõ mọi vấn đề, giúp người lao động an tâm lao động, ổn định cuộc sống. Kính thưa quý vị, mặc dù cuộc sống còn phải ăn bữa nay lo bữa mai, ngày nào cũng phải cày đồng giữa trưa nắng cho đến tối mịt mới về nhà. Thế nhưng, anh Diệp Văn Thạch ngụ tại thị trấn Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, khi nhặt được số tiền lớn đã không ngần ngại tìm cách trả lại cho khổ chủ. Lại thêm một hành động đẹp và vô cùng ý nghĩa nữa của bà con miền Tây của chúng ta. Chi tiết vụ việc như thế nào, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Được biết trong ngày 10 tháng 3 năm 2019, anh Đỗ Minh Nguyện sinh năm 1986, ngụ ấp chợ thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, làm nghề trồng rẫy. Khi lưu thông trên đoạn đường Đoàn Văn Tố thuộc ấp chợ thị trấn Cù Lao Dung, bị rơi mất ví tiền. Chiếc ví tiền đã được anh Diệp Văn Thạch ngụ tại thị trấn Cù Lao Dung nhặt được và đã mang đến giao lại cho công an thị trấn Cù Lao Dung nhờ tìm người bị mất để trả lại vào chiều cùng ngày. Vì làng của anh Diệp Văn Thạch thật đáng trân trọng. Thưa quý vị, não uống thủy là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất ở trẻ sơ sinh, có tỷ lệ từ 2,5 đến 8,2 trên 10.000 trẻ sinh ra mắc phải. Căn bệnh này ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ và chi phí điều trị bệnh khá cao, nhưng gia đình khó khăn không có điều kiện cho con em phẫu thuật. Mặc dù vậy thì ngay sau đây là một thông tin vui khi quỹ Trái Tim Hằng Hữu thuộc công ty cổ phần Đại Nam tỉnh Bình Dương cho biết, mỗi năm sẽ có hàng trăm trẻ em mắc bệnh não uống thủy trên cả nước được hỗ trợ phẫu thuật miễn phí hoàn toàn. Chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ mắc não uống thủy được Quỹ Trái Tim Hằng Hữu thực hiện với sự hợp tác chuyên môn từ Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi các bác sĩ hai bệnh viện này hoàn toàn có thể thực hiện được những ca mổ cho trẻ mắc não uống thủy với chi phí thấp hơn so với việc đưa trẻ ra nước ngoài. Dự kiến có khoảng 500 trẻ mắc não uống thủy được phẫu thuật trong chương trình với kinh phí tài trợ được trích từ 30% lợi nhuận của khu du lịch Đại Nam và công ty xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh. Kính thưa quý vị, với chủ đề là Tinh Hoa Đại Ngàn, lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột lần thứ 7 năm 2019 đã được diễn ra tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới. Là gì biết không, đến đây thì không những chúng ta sẽ được thưởng thức miễn phí những ly cà phê phố thơm ngon, đậm đà, tròn vị, mà còn có dịp trải nghiệm nhiều lễ hội khác và trong đó có những khoảnh khắc thể thao có 102, chắc chắn chỉ có phố núi mà thôi. Muốn biết đó là gì thì quý vị đừng bỏ lỡ ghi nhận sau đây.
Song hành với lễ hội cà phê còn có cuộc thi sôi nổi đầy tinh thần thể thao của những chú voi. Trong hội voi Buôn Đôn, một hoạt động thiết thực quảng bá phát triển văn hóa du lịch sinh thái của tỉnh Đắk Lắk nói chung, Buôn Đôn nói riêng. Phần thi voi chạy đua với sự tranh tài của 11 chú voi. Voi đá bóng mỗi đội gồm 4 cầu thủ voi, hai đội thi đấu 2 hiệp chính mỗi hiệp 10 phút. Hoạt động này còn giúp tôn vinh giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, tạo sức hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư xúc tiến hoạt động liên doanh, liên kết hợp tác đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sáng nay ngày 13 tháng 3 năm 2019, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Vườn Quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành thả 9 con rùa răng về tự nhiên. Đây là loài động vật quý hiếm có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng và cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Mỗi con rùa răng có trọng lượng từ 6 đến 15 kg do Thượng tọa Thích Thiện Quý, trưởng ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp vận động các hộ dân đang nuôi tự nguyện thả về tự nhiên. Từ đầu năm 2019 đến nay, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Vườn Quốc gia Tràm Chim đã tiếp nhận và thả nhiều động vật hoang dã về với tự nhiên như trăn đất, mèo rừng và rùa răng. Thông qua việc thả về tự nhiên các loài động vật hoang dã sẽ góp phần bảo vệ chúng và bảo tồn đa dạng sinh học ở Vườn Quốc gia Tràm Chim. Thưa quý vị, đến thời điểm này, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước và đang gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi, khi 100% heo nhiễm bệnh đều có nguy cơ bị chết và khả năng lây lan rất nhanh chóng. Riêng tại các tỉnh miền Tây, mặc dù chưa xuất hiện dịch tả heo châu Phi, nhưng công tác phòng chống đang được ngành chức năng các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện, ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại Cà Mau. Thời điểm này, trung bình mỗi ngày tại trạm kiểm dịch động vật nằm trên tuyến đường Quán Lộ Phùng Hiệp, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau có từ 8 đến 10 phương tiện chở heo làm thủ tục nhập tỉnh. Ngoài kiểm tra chặt chẽ các giấy tờ có liên quan, trạm kiểm dịch còn tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng. Đối với những con heo có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cán bộ thú y sẽ tạm giữ phương tiện lấy mẫu để đem đi xét nghiệm dịch bệnh. Ngoài kiểm soát việc vận chuyển heo nhập tỉnh tại trạm kiểm dịch động vật, chi cục thú y tỉnh còn cử cán bộ thông qua hệ thống camera được lắp đặt tại các lò giết mổ heo để giám sát tình hình nhằm đảm bảo thịt heo cung cấp ra thị trường phải có nguồn gốc rõ ràng sạch bệnh. Hiện tại đó, mình xây dựng hai tình huống. Cái tình huống thứ nhất là dịch bệnh ở châu Phi đã lọt qua biên giới Việt Nam, nó có một số tỉnh. Thì tình huống đó thì hiện tại mình đang nằm trong tình huống 1 đó. Thì tăng cường cái công tác kiểm soát vận chuyển, rồi công tác tuyên truyền, quản lý chặt đầu ra đầu vào. Còn tình huống 2 đó, khi có dịch bệnh mà dương tính ở trong tỉnh thì sẽ có cái kế hoạch khẩn cấp hơn. Song song với việc siết chặt hoạt động vận chuyển giết mổ, ngành chức năng cũng tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương rà soát lại số lượng đàn heo, hướng dẫn người dân dấu hiệu nhận biết heo bị mắc dịch tả heo châu Phi cũng như các biện pháp phòng bệnh để đảm bảo đàn heo nuôi được khỏe mạnh. Đối với người nuôi gia súc đó, thì rõ lẽ đó thì chúng ta chú ý cái giải pháp an toàn sinh học, đặc biệt là vấn đề cho ăn thức ăn thừa. Đặc biệt thì xin cảnh báo thêm đó, cái dịch tả lợn châu Phi ở tại Trung Quốc đó, mà cho thức ăn cặn thừa không nấu chín đó, nó chiếm tới 62%. Tại Việt Nam chúng ta qua 7 tỉnh đó, thì cũng đã tổng hợp nguyên nhân cho thức ăn thừa tới 43%. Cho nên đó là cái thói quen mà cho thức ăn thừa là chúng ta đã có. Còn cái việc có hộ nấu chín và hộ không nấu chín thì đặc biệt để phòng tốt bệnh này là tất cả đều phải nấu chín. Ngành chức năng cũng khuyến cáo thời điểm này nếu phát hiện đàn heo nuôi của gia đình có dấu hiệu mắc các bệnh, đặc biệt là bệnh dịch tả heo châu Phi, cần kịp thời khai báo đến chính quyền địa phương hoặc là cán bộ thú y cơ sở để có hướng xử lý kịp thời. Người dân không nên tự ý tiêu thụ hoặc sử dụng heo bị bệnh chết không rõ nguồn gốc, cũng như không được phép tiêu hủy heo bệnh chết xuống sông, rạch, ao hồ dẫn đến ô nhiễm môi trường, nguy cơ lây lan dịch bệnh. Thưa quý vị, các băng nhóm tội phạm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ngày càng phức tạp và có dấu hiệu gia tăng, nhất là các đối tượng sử dụng phương tiện giao thông để vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy, hàng cấm, hàng lậu và chất thải nguy hại. Đặc biệt, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe gây mất an ninh trật tự, phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng. Trước tình hình này, hôm qua ngày 12 tháng 3, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt hai tổ tuần tra kiểm soát phòng chống vi phạm và tội phạm. Đây là lực lượng phản ứng nhanh, giải quyết công việc nhanh gọn, dứt điểm, đảm bảo an toàn cuộc sống cho người dân. Tổ tuần tra kiểm soát phòng chống vi phạm và tội phạm, gọi tắt là tổ công tác 238, được hình thành từ nhiều lực lượng như cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cảnh sát môi trường, cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông, cảnh sát đường thủy và cảnh sát cơ động.
Lực lượng này được trang bị đầy đủ các công cụ hỗ trợ, đảm bảo đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, xử lý, triệt phá nhanh các loại tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh. Riêng mỗi huyện, thị xã, thành phố sẽ thành lập một tổ công tác tuần tra kiểm soát phòng chống vi phạm và tội phạm trên địa bàn phụ trách, gọi tắt là tổ công tác 238 Công an huyện, thị xã, thành phố. Sau khi đi học về, một nhóm học sinh rủ nhau đi tắm tại ao nước trong làng. Tuy nhiên, trong lúc chơi đùa thì hai anh em sinh đôi bị đuối nước và chơi vỡ kêu cứu. Thấy bạn gặp nguy hiểm, nam sinh 7 tuổi liền nhảy xuống cứu nhưng bất thành. Tai nạn đã khiến cả ba học sinh này tử vong thương tâm. Danh tính ba học sinh xấu số là Sư Lan Quyết và Sư Lan Quý, hai anh em sinh đôi sinh năm 2014, hiện là học sinh trường mẫu giáo Bằng Lăng, và Sư Nội sinh năm 2012, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Ngô Quyền. Theo đó, vào khoảng 13 giờ 45 phút ngày 11 tháng 3, sau khi đi học về, một nhóm học sinh cùng trú tại làng Rebus, xã Dung, rủ nhau đi tắm tại một ao nước trong làng. Trong lúc chơi đùa, hai anh em sinh đôi Quyết và Quý bị đuối nước, thấy vậy cháu nội đã lao xuống cứu nhưng không thành, hậu quả khiến cả ba cháu đều bị đuối nước. Được biết, ao nước nơi xảy ra vụ việc được người dân đào lấy nước tưới cà phê có diện tích khoảng 70m², sâu 2m. Thưa quý vị, trước tình hình thiếu nhân công và chi phí thuê khuân vác lúa khá cao, mất nhiều thời gian, nên ông Nguyễn Văn Quý, nông dân ở ấp 3 xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, đã mày mò nghiên cứu với mong muốn giúp công việc này trở nên thuận tiện và tiết kiệm hơn. Và kính thưa quý vị, sau nhiều nỗ lực, lão nông này đã sáng chế thành công hệ thống băng tải truyền lúa cơ động. Và đây cũng là người đầu tiên sáng chế băng tải truyền lúa này. Vụ lúa đông xuân năm 2018-2019, hệ thống băng tải truyền lúa cơ động được chế tạo hoàn thành và đưa vào sử dụng đạt hiệu quả cao. Nhiều người nghe tiếng đã thuê ông Quý đưa băng truyền lúa vào hoạt động trên ruộng. Ông Trương Văn Kiệt ở ấp 3 xã An Hòa, canh tác 6 hectare lúa. Sau khi thu hoạch xong, ông Kiệt cho kéo lúa ra tập kết cạnh bờ kênh và thuê băng tải truyền lúa xuống ghe bán cho thương lái. Ông Kiệt rất hài lòng với hiệu quả của băng tải truyền này. Năm nay thì cái băng tải đưa xuống là ghe tới là trong ngày là mấy trăm tấn là cũng hết, khỏi chờ đợi, có thuận lợi lắm chú ơi. Để có được hệ thống băng tải hoạt động hiệu quả trên, ông Quý đã miệt mài thiết kế và đầu tư trên 60 triệu đồng mua vật tư, nguyên liệu, thuê người hàn tiện, lắp ráp thành công hệ thống này. Băng tải truyền có chiều dài 25m, chiều ngang 0,8m và chiều cao 0,25m được lắp ráp gọn gàng, cơ động. Khi hoạt động, băng tải truyền được gắn hai máy motor và cắm điện vào để hoạt động. Theo ông Quý, trước đây thuê 10 nhân công bốc vác cực lực mỗi ngày, chỉ vác từ bờ kênh xuống ghe được khoảng 100 tấn lúa, với giá dao động từ 90.000 đến 150.000 đồng. Thì khi đưa hệ thống băng tải truyền này vào mỗi ngày hoạt động, chuyển lúa ghe từ 300 tấn trở lên, mà giá chỉ có 70.000 đồng một tấn. Có hiệu quả thứ nhất là không để lúa bà con để tồn động và ngủ qua đêm. Cái thứ hai là khi mà thương lái ở đây không để tồn động mà cái ghe để căng qua đêm để thương lái người ta dời ghe, nếu mà ghe xuống nào thì căng kịp thời, không để chứ ghe tồn động. Cái thứ ba thì nó giảm cái chi phí cho bà con nông dân, cho nên từ đó là nhân dân rất là phấn khởi và ủng hộ. Hệ thống băng tải truyền lúa này rất cơ động, sau khi chuyển hết lúa thì tháo ra từng đoạn, đưa lên xe tải hoặc đưa xuống phà vận chuyển đến điểm tập kết lúa rồi lắp ráp và vận hành. Tôi thì rất là hài lòng, rất là biểu dương cái sáng kiến của chỗ ông Quý. Về góc độ của địa phương thì chắc những năm tới đây chúng tôi sẽ nhân rộng cái nhiều cái băng tải ở các cái ô bao để nhằm giảm cái giá bốc vác cho bà con nhân dân. Điều này thì để cho bà con nhân dân hưởng lợi và bà con nhân dân rất là đồng tình. Trong chương trình hôm qua, chúng tôi đã phản ánh sự việc công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện gần 300kg thịt heo không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối, khiến dư luận vô cùng bức xúc trước sự vô tâm, bất chấp sức khỏe người tiêu dùng của một số gian thương. Thì hôm nay, một sự việc tương tự lại xảy ra tại Bình Dương. Cụ thể, sự việc mà Lê Nhi vừa chia sẻ với tất cả chúng ta thì xảy ra trên địa bàn phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên. Khi đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng chống dịch bệnh động vật và vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm tra, thì phát hiện 10 trường hợp các đối tượng vận chuyển 350 kg thịt heo mất an toàn thực phẩm đang lén lút đưa đến các khu chợ của công nhân để tiêu thụ.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số thịt heo trên không có dấu kiểm soát giết mổ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật, và số thịt trên còn được xác định là vận chuyển không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y. Qua làm việc tại chỗ, những người vận chuyển số thịt heo này cho biết mua thịt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, sau đó dùng xe mô tô vận chuyển về các chợ khu vực đông công nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương để bán kiếm lời. Qua làm việc, đội kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt 10 trường hợp vi phạm với số tiền trên 30 triệu đồng. Kính thưa quý vị, bãi đá bảy màu, một bãi đá tuyệt đẹp chạy dài hơn 1 km với những viên đá đủ màu sắc và kích cỡ nằm ven biển xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Từ lâu, đây đã là thắng cảnh nổi tiếng của địa phương nói riêng và của tỉnh Bình Thuận nói chung, thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Thế nhưng hiện nay, một số hộ dân tự ý san lấp mặt bằng gây ảnh hưởng đến bãi rêu và bãi đá bảy màu. Liên quan đến sự việc nghiêm trọng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa chỉ đạo khẩn trương tổ chức đoàn công tác lập tức kiểm tra và làm rõ sự việc này. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình. Được biết, từ đầu tháng 1 năm 2019, ông Cao Văn Cư, một hộ dân ở xã Bình Thạnh đã lấn chiếm hơn 4.000 m2 đất công, tự ý thuê xe xúc xe ủi san lấp mặt bằng và núi cát. Việc san ủi trái phép đã phá hủy toàn bộ thảm thực vật trên mặt đất và giải phân cách tự nhiên, tạo thành đồi cát cao hơn 10 m và kéo dài khoảng 100 m. Tại trước bãi rêu đã bị cát phủ ra tới mét nước biển, hiện không còn nhìn thấy bãi đá còn phía trước. Bãi đá bảy màu cũng bị cát phủ lấp một phần, do đó nguy cơ cát tiếp tục phủ lấp lên trên bãi rêu và bãi đá bảy màu là rất cao, nhất là khi triều cường lên cao, gió mùa đông bắc trời mưa. Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong đã cho trồng cây phi lao để ngăn cát tràn xuống bãi đá bảy màu, nhưng không mang lại hiệu quả vì cây không sống nổi trên cát. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trả lời báo chí xung quanh kết luận điều tra xử lý gian lận tại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 ở tỉnh Hòa Bình. Và chắc hẳn là quý vị sẽ phải giật mình bởi có môn thi được nâng khống tới 9,25 điểm, thậm chí là có thí sinh được nâng tổng số 3 môn là 26,45 điểm. Đây thực ra cũng chỉ là bề nổi, là vụ việc điển hình hiếm hoi được phát hiện. Không biết còn bao nhiêu trường hợp như thế này đã trót lọt. Và để hạn chế gian lận, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ thay đổi kỹ thuật trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay. Theo đại diện Bộ Giáo dục, trước dấu hiệu sai phạm tại điểm thi ở Hòa Bình trong thời gian qua, Bộ phối hợp với Bộ Công an đã thống nhất phương thức xử lý với tinh thần đúng người, đúng quy chế. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập tổ chấm thẩm định và hiện nay đã xong. Có 64 thí sinh, trong đó 63 thí sinh năm 2018 và một thí sinh của năm 2017 bị thay đổi điểm, tức điểm chấm thẩm định giảm thấp hơn điểm đã công bố. Có 56 thí sinh với 140 bài thi trắc nghiệm đã được thay đổi điểm. Trong đó, môn có điểm giảm nhiều nhất là 9,25 điểm. Trong đó, có thí sinh được tăng điểm 3 môn cao nhất là 26,45 điểm. Với 56 thí sinh, 140 bài thi trắc nghiệm đã bị thay đổi điểm. Trong đó, thì môn mà điểm bị giảm nhiều nhất, tức là cái điểm mà đã can thiệp và tăng lên, ấy, cao nhất là 9,25 điểm. Và trong đó, có thí sinh được tăng điểm, tức là sau khi chấm thẩm định thì giảm đi đấy, 3 môn, cao nhất là 26,45 điểm. Liên quan đến vấn đề với các thí sinh có điểm cao hiện nay đang học tại các trường đại học cao đẳng sẽ bị xử lý ra sao, ông Trinh cho biết công việc tuyển sinh là quyền tự chủ của các trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn tiếp theo và có sự bàn bạc thống nhất, nhưng trên tinh thần sẽ bám theo hai quy chế. Quy chế thi và quy chế tuyển sinh với các khối trường công an và quân đội không có sự tách biệt riêng và đều xử lý theo quy chế. Ông Trinh cũng nhấn mạnh những gian lận của Hòa Bình đã giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo lường trước và điều chỉnh một số yếu tố về kỹ thuật để kiểm soát chất lượng kỳ thi. Sau khi mà dán cái nhãn thi phong lên các mét của túi đựng bài thi rồi, thì năm nay làm một bước nữa, đấy là quấn cái băng dính trong một vòng nữa phủ lên cái tem này. Thì với cách làm như vậy, cái túi đựng bài thi nếu mà bị can thiệp điểm mờ chắc chắn là sẽ bị phát hiện. Một điều chỉnh rất lớn của năm nay là giao cho các trường đại học cùng chấm trắc nghiệm, và phần mềm chấm trắc nghiệm đã được điều chỉnh, được chạy thử và tương đối yên tâm. Trong đó, các khâu từ ảnh của thí sinh đến bài thi và dữ liệu khác đều được mã hóa, sao cho không có mối liên hệ giữa thí sinh và người chấm. Kính thưa quý vị, camera vừa ghi nhận một tình huống tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra tại tuyến đường Yết Kiêu, thành phố Đà Nẵng. Nam thanh niên chạy xe máy với vận tốc khá nhanh đến khúc cua nhưng có vẻ lại quên không quẹo mà lao thẳng sang phần đường đối diện. Sự việc sẽ khiến quý vị phát hoảng hơn là anh ta lao thẳng vào gầm chiếc xe container đang chạy. Nhưng thật may mắn là sau đó anh chàng này đã bò ra từ gầm xe, đúng là thần chết ngủ quên.
Theo những hình ảnh camera an ninh ghi lại có thể thấy, nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ khá cao. Đến khúc cua không vẹo mà phóng thẳng lướt qua đầu một chiếc xe container khác, rồi đâm thẳng vào đầu xe container chạy bên kia đường. Anh ta lọt hẳn vào gầm container và rồi ít phút sau, quý vị nhìn xem, anh ấy bò lê ra khỏi gầm xe, một cái chân bị cán nát nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Những tình huống xảy ra va chạm giao thông luôn ập đến bất ngờ, không ai có thể lường trước được. Bên cạnh những vụ việc bất khả kháng thì còn rất nhiều trường hợp chính chúng ta tự đưa mình trở thành nạn nhân một cách vô tội vạ. Đúng là như vậy luôn đó Minh Phương. Như vụ việc vừa được camera nóng ghi nhận tại Thái Nguyên sau đây, đậu xe dưới lòng đường đâu phải lúc nào cũng an toàn. Như quý vị thấy, lúc này có hai người chạy xe máy dừng xe tại tuyến đường này. Trong đó, người mặc áo nâu ngang nhiên đậu dưới lòng đường, không sát vào trong mà nằm gần sát giữa đường luôn ấy chứ. Hay và mãi mê bấm điện thoại và rồi rầm, một người từ sau chạy lên đã vướng vào người phụ nữ áo đen, lôi cả hai té cái rầm. Thật là hết sức nguy hiểm, cẩn trọng thôi quý vị ơi. Tiếp tục chương trình là một tình huống khuyến cáo quý bà con cần đề cao cảnh giác trước thủ đoạn của bọn trộm cắp, đặc biệt là đối với những khách hàng nghĩ là quen mặt rồi nên không đề phòng gì cả, để rồi tài sản của mình rơi vào túi của họ lúc nào không hay. Nói đâu xa, ngay tại cửa hàng vật liệu xây dựng ở phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, nam thanh niên mặc áo sọc, đội nón bảo hiểm vào mua hàng. Nhưng lúc thanh niên sơ hở vào lấy đồ, anh ta đã lấy luôn chiếc điện thoại đang để trên bàn, bỏ vào túi làm của riêng luôn. Phát hiện vụ việc, nạn nhân trích xuất camera thì mới phát hiện đối tượng này cũng không xa lạ gì. Anh đã liên hệ với tên trộm và hắn hứa sẽ cho ráp nhờ chuyển lại. Sự việc trên là một bài học cho các cửa hàng vì bất kỳ ai cũng có thể nảy sinh lòng tham khi tài sản không được cất giữ cẩn thận. Thưa quý vị, có thể nói rằng hết lần này đến lần khác, khán giả càng hy vọng một nam em xinh đẹp và tài năng của ngày xưa quay trở lại thì lại càng thêm phần thất vọng vì những hành động khó hiểu của cô nàng này. Và mới đây nhất thì cô nàng lại tiếp tục khiến người hâm mộ ngán ngẩm với trò chơi mới của mình. Mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Đập chai thủy tinh lên đầu và quay clip, đây là hành động khó hiểu của cô nàng này mới đây. Hơn nữa, cô còn liên tục nói rằng không bể, không bể. Hành động kỳ quặc này một lần nữa khiến khán giả ngán ngẩm dù vốn đã biết nam em hay thực hiện những hành động không bình thường. Và chính cô cũng thừa nhận bên trong con người mình rất phức tạp như một người đa nhân cách. Chưa biết được trò thể thao mạo hiểm này nhằm mục đích gì, nhưng theo Miss Thị Phi chia sẻ thì là để thử đập vào đầu xem cái chai có bể hay không. Kính thưa quý vị, không chỉ nổi tiếng về độ chịu chơi với dàn siêu xe đáng mơ ước, nhiều người còn biết anh chàng Cường Đô La khi yêu cũng thật là lãng mạn và chiều chuộng người yêu đó Minh Phương. Cũng chính vì vậy Lê Nhi, mới đây thì Cường Đô La cùng với Đàm Thu Trang đã có một kỳ nghỉ dưỡng đáng ganh tị bên nhau. Những hình ảnh của cặp đôi sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mới đây Đàm Thu Trang đăng tải trên trang cá nhân đoạn clip ngồi thư giãn hóng gió trên cano được lái bởi bạn trai Cường Đô La. Cả hai cùng nhau nghe nhạc tận hưởng buổi chiều tà trên sông. Không khó để nhận ra doanh nhân phố núi có tâm trạng vô cùng thoải mái trong chuyến đi chơi riêng tư cùng bạn gái. Sự vui vẻ thoải mái yêu đời của Cường Đô La trong chuyện tình với Đàm Thu Trang khiến nhiều fan hâm mộ của nam doanh nhân nhận xét anh đã có sự thay đổi tích cực. Bởi mới nói chúng ta gọi Diệu Nhi là thánh lầy cũng không hề sai đâu Minh Phương à, vì cứ mỗi khi cô nàng xuất hiện thì lại khiến khán giả phải cười nghiêng ngả. Đúng vậy Lê Nhi, và đoạn clip cô nàng cover ca khúc Mượn Rượu Tỏ Tình bằng giọng Huế ngay sau đây sẽ minh chứng cho điều này. Mời quý vị cùng theo dõi. Ánh mắt của nàng sẽ bùng lên trong tiếng ta như một đọng lửa vàng. Áp của đứng hình mất nắm giấy, nhìn em bên ngoài có lẽ ăn được mấy tấm hình đáng phấy. Hey. Ở những phút đầu của đoạn clip, không những rap rất đúng nhịp mà giọng hát phiêu theo giai điệu của Diệu Nhi không khỏi khiến fan bất ngờ. Thế nhưng với bản tính lầy lội của mình, cô lại khiến người hâm mộ phải ôm bụng cười vì những màn biến tấu bất chấp với chất giọng Huế cực dễ thương. Có thể thấy dù không sở hữu giọng hát trời phú, Diệu Nhi vẫn rất tự tin trong việc hát lại những ca khúc nổi tiếng và nhận được sự quan tâm của công chúng. Đùa đó anh đừng nghi đó là thính. Từng giờ đồng hồ chậm trôi mà chẳng thèm ai quan tâm đến. Ly này ly khác ba say chứ chai mà chỉ hơi choẹt. Thưa quý vị và các bạn, với cuộc sống hiện đại chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh như thế này là chúng ta có cả một thế giới âm nhạc, có thể nghe ở mọi lúc mọi nơi.
Thế nhưng lại có những người chơi nhạc cầu kỳ hơn khi họ bỏ công sức tiền bạc để thu thập những chiếc máy hát cổ với mong muốn là sống lại ký ức xưa từ những thứ âm thanh mộc mạc chân thật thổi nào. Nổi lên trong thời gian gần đây, căn phòng trưng bày đồ băng cối được xem là quý giá bậc nhất ở miền Tây đã được hình thành tại số 71 đường Ngô Quyền, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Khách đam mê âm thanh cổ khi đến đây như trầm mình vào không gian nhuộm màu của quá khứ. Và chủ nhân của nó là ông Dương Văn Đường, người được mệnh danh là vua máy hát cổ miền Tây đã dụng tâm xây dựng. Hơn 30 năm sưu tầm, con số vài chục đầu băng cối trong phòng trưng bày chỉ là phần nhỏ của bộ sưu tập khủng mà ông Dương Văn Đường, vua máy hát cổ miền Tây đang sở hữu. Bộ sưu tập có 102 với đủ các thương hiệu đình đám một thời từ các hãng máy của Đức, Thụy Điển, Nhật Bản. Mỗi đầu băng cối ở đây có giá từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Nếu quy đổi giá trị vật chất, đó là cả gia sản. Nhưng khi đã là đam mê, có những thứ không định giá được. Ở gia đình có nghe nhạc băng cối này trước rồi, từ lớn lên rồi có điều kiện âm sưu tầm, nhìn thì chọn được cái máy gửi nó cũng hơi khó. Rồi trong cái hội rồi chia là anh em lợi với bạn bè ở nước ngoài á, nó xách về nó tặng với gửi mua giùm nữa. Chủ yếu là anh là ra đây thứ nhất á là giao lưu, mình cũng học hỏi thêm với lão tiền bối nữa. Thì khi mình không có gặp nhưng mà mở cái này mấy chú mấy anh đồ đi trước á, khi trao đổi kinh nghiệm cho mình. Phòng trưng bày của ông Đường là nơi lui tới thường xuyên của dân mê âm thanh cổ lỗ ở miền Tây, thú chơi vốn trừu tượng và rất khó định nghĩa. Giống như vua máy hát cổ đã dành 1/3 đời mình để tìm kiếm sưu tập những chiếc máy hát từ trong đến ngoài nước, thậm chí trong hội bạn của ông có người nhìn cả ăn và mặc ném hàng chục triệu đồng đổi lấy đầu đĩa than bằng đĩa cối. Con người nửa đêm nằm ngủ với vợ lại len lén bỏ ra cành đống âm ly, loa cổ chỉ để nghe nhạc. Với họ, âm thanh cổ không chỉ có hoài niệm, lưu luyến xa xưa, mà quan trọng hơn là cảm nhận sự mộc mạc, trầm lắng phát ra từ những thứ cổ lỗ này. Bảy chủ nhật thì mình ghé qua cho anh em tập trung lại đây để thưởng thức những cái nhạc như vậy, cái nhạc xưa mà xài ma nhê để mình nghe mình nhớ lại, mình nghe như mà nhạc hồi xưa thì mấy ca sĩ ca hay lắm, nghe rất là thích. Phối khí họ rất là nhẹ nhàng, không có ồn ào như bây giờ. Cái họ làm cho chậm cái bài nhạc lại cho mình nghe mà dễ vào lòng mình hơn. Nghe mình cảm xúc với cái bài nhạc, những bài nhạc mà hồi xưa mình đã từng nghe, mình đã ngồi góc nằm chậm nằm mình nghe rồi. Bây giờ mình nghe lại thì mình, nếu dàn nhạc hay thì mình nhắm mắt lại, mình tưởng tượng mình sẽ trở lại cái thời hồi xưa, thời đó hồi nhỏ mình ngồi góc nằm mình nghe bài nhạc. Máy móc này á thì nó là hoài cổ, nhưng mà những cái thời gian gần đây thì giới chơi từ trẻ tới lớn người ta quay trở lại, nó có nhiều ký ức kỷ niệm mà của cái thời đã qua. Cho nên là khi người ta ngồi nghe thưởng thức mà ngắm nhìn cái máy, nó rất là hay, đúng không? Nó rất lý thú. Cho nên là giới trẻ bây giờ chơi là nhiều lắm. Sắp tới chắc là nếu mà có điều kiện thì anh sẽ mở rộng sắm mấy máy, ráng sưu tầm mấy máy nào mà độc hay của thế giới đem về cho anh em được nghe thưởng thức. Vài năm trở lại đây, Cần Thơ đã thành lập hội mê âm thanh cổ quy tụ hàng chục người, nền tảng là những cá nhân đam mê thực thụ như ông Đường. Mỗi khi thành viên nào sắm được món đồ mới là anh em lại quây quần chìm đắm trong những thanh âm da diết ấy. Giữa nhịp sống hiện đại, mỗi người mỗi cảnh, họ vẫn âm thầm ngược dòng tìm về quá khứ, về thời xa vắng của những dòng nhạc đã ăn sâu vào máu, vào ký ức của nhiều người. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Nóng 24 giờ đã hết. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18 giờ hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An để chúng ta có được những thông tin nóng nhất, mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.